Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thủy Tiên bị mỉa mai nói ăn chay trường nhưng khen thịt ngon, nữ ca sĩ đáp thẳng. Ca sĩ Thủy Tiên đã có những chia sẻ thẳng thắn khi bị hỏi ăn chay trường nhưng sao từng ăn thịt và khen ngon. Hiện tại nhất cử nhất động của Thủy Tiên đều nằm trong tầm ngắm của cư dân mạng. Mới đây nhất cô bị khui lại phát ngôn ăn chay trường nhưng lại liên tục nấu thịt cá và thưởng thức ngon lành khi tham gia một chương trình truyền hình. Cụ thể một tài khoản đã hỏi thẳng vấn đề này với bà xã Công Vinh, tiện thể chị giải thích luôn, chị ăn chay trường hả chị? Sau xem clip thấy ăn thịt khen ngon quá trời không chối quanh Thủy Tiên vào thẳng vấn đề. Mình chưa bao giờ nói rằng mình ăn chay trường cả, bạn lấy thông tin đó từ đâu ra à? Có lẽ cư dân mạng này có chút nhầm lẫn, bởi trước đó Thủy Tiên từng tham dự một buổi giao lưu và cho biết mẹ ruột ăn chay trường từ năm 14 tuổi chứ không phải cô. Nên ta dạy các clip và hình ảnh đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ sẽ nhận ra khi lớn lên cô vẫn ăn thịt cá như những người bình thường. Thủy Tiên bị mỉa mai nói ăn chay trường nhưng khen thịt ngon, nữ ca sĩ đáp thẳng. Thủy Tiên khiến cư dân mạng bắt bẻ mình phải đuối lý. Trước đó Thủy Tiên tiết lộ mẹ có công việc nuôi và chế biến tổ yến để bán, nữ ca sĩ khẳng định. Mẹ mình ăn chay trường nên hiểu nhân quả hơn ai hết. Thế nên bà chờ chim yến bay đi mới lấy tổ, chứ không phá tổ tùy tiện như mọi người nghĩ. Từ đây nhiều thị phi cũng xảy đến với cô. Thủy Tiên lên tiếng về clip đếm thiếu tiền từ thiện của mình trên mạng xã hội. Ca sĩ Thủy Tiên đã đăng hẳn dòng trạng thái nhằm giải thích rõ ràng về đoạn clip cắt ghép hình đếm thiếu tiền khi đi từ thiện. Và ngày qua, Thủy Tiên lại bị réo tên vì một đoạn clip trên mạng xã hội cho rằng cô đếm thiếu tiền khi đi từ thiện. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn vào tận trang cá nhân của nữ ca sĩ để hỏi về câu chuyện này. Để tránh những rắc rối không đáng có, Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về câu chuyện này. Bà xã Cô Vinh cho biết bản thân đi phát tiền từ 4 giờ sáng và nếu có phát thiếu sẽ bị bà con phản ứng ngay, còn phát dư sẽ được bà con đưa lại. Bản thân cô cũng sẽ bù tiền liền khi có thiếu sót ngay tại chỗ. Thế nên đoạn clip đang đăng tải trên các diễn đàn là quay không đủ hình, khiến cô bị hiểu nhầm lẫn đến việc bị mắng chửi oan ức. Thủy Tiên lên tiếng về clip đếm thiếu tiền từ thiện của mình trên mạng xã hội. Nó có sĩ viết, Chào các bạn hôm nay cho Tiên xin phép chia sẻ một chút về việc trên mạng lan truyền. Clip cắt ghép đoạn đếm thiếu tiền, 6 tờ 500k thành 5 triệu như sau. Hôm đó tiện thức từ 4 giờ sáng để đi phát tiền cho bà con, đến tận 8-9 giờ đêm chưa được nghỉ ngơi ăn uống, tối rồi lại đi đường xa rất mệt, khu phát tiền đó còn phải đi qua sông to sâu bên trong. Tiên cũng chỉ là một con người bình thường, khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót nhầm lẫn cho vài bà con. Tuy nhiên bà con nào đếm lại tiền bị thiếu đều phản ứng ngay với lãnh đạo địa phương. Cho đến khi phát xong, Tiên xác nhận lại với lãnh đạo địa phương và bà con thì sẽ bù lại cho đủ ạ. À chỗ nào đếm dư người dân cũng có người trở lại chỗ nào thiếu người ta cũng nán ở lại đợi để lấy đủ tiền trên live quay lại hết cả đoạn đầu và đoạn sau tiên bồ tiền cho bà con lúc cuối buổi phát tiền nếu lỡ sơ sót đếm thiếu nhưng trên mạng họ cố tình cắt ghép đoạn những sơ sót đó mà cố tình bỏ đoạn sau để đi lan truyền sai sự thật. Ngoài ra còn rất nhiều đoạn clip cắt ghép sai sự thật khác nữa. Một lần nữa Tiên vô cùng biết ơn về những ai đã cảm thông chia sẻ cùng Tiên. Tiên biết là giờ có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Ai không tin thì họ cứ không tin. Nhưng Tiên nghĩ rằng những người đang theo dõi Tiên họ sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện được chia sẻ từ phía Tiên. Thủy Tiên đang chọn lên live stream để chứng minh bản thân nói đúng sự thật. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng chia sẻ thêm đoạn link live stream trọn vẹn để mọi người chứng thực vấn đề. Tiên xin phép xe lại link live stream full clip bên dưới comment. Trong đó đoạn 13 phút 40 trở đi là đoạn bù thêm cho bà con đã nán lại đợi đến cuối cùng và có sự xác nhận của lãnh đạo địa phương, công an địa phương tại điểm phát. Ngoài ra, Tiên xin phép gửi thêm một đoạn clip Tiên phát dư tiền cho hơn 100 hộ dân. Lúc ban đầu Tiên công bố phát 2 triệu nhưng nhưng từ phút 8 phút 58 thì tiên phát mỗi bà con là 5 đến 6 triệu trong khi ban đầu công bố 2 triệu ạ. À. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.